Mình đã xong phần bông hoa. Và bây giờ móc được phần lá, các bạn cho mình một xích nó lên là mình mũi bình. Quay lại và mình đầu tiên là mũi đơn, theo là một mũi nửa kép, 10 mũi tiếp theo các bạn sẽ móc mỗi chân là một mũi đơn. Tiếp theo các bạn sẽ móc mỗi chân là mũi nửa kép. Hai chân tiếp theo mỗi chân là mũi đơn. Chân cuối cùng móc 3 mũi đơn chung một. Đã hết một nửa bình, nửa dây bính. Bây giờ các bạn móc nửa dây bính tương ứng với cái phần dây đã vừa nhé. Đầu tiên cũng là hai mũi, đầu tiên là hai đơn. Chân tiếp theo mỗi chân là một mũi nửa kép. Mười tám chân tiếp các bạn sẽ móc mỗi chân là một mũi kép đơn.
Theo sẽ là một mũi nửa kép. Chân cuối cùng là một mũi đơn. Và các bạn